Xin chào các bạn, tôi là Văn Huy. Đó, tôi đến từ Nam Định và hiện tại tôi đang phát triển vào tập đoàn New. Tôi yêu hòa bình, tôi yêu môi trường và sứ mệnh của tôi là một trong người truyền cảm hứng cho triệu triệu người bảo vệ môi trường xanh sạch, giàu có và hạnh phúc thịnh vượng. Và đây là một trong tập đoàn, là một tập đoàn về giáo dục, về tài chính để trở thành thịnh vượng. Khi bạn tham gia vào chương trình này, bạn đã góp một phần vào bảo vệ môi trường và bảo vệ hòa bình thế giới. Và ông Andrei là một trong những 100 nhà lãnh đạo tài ba của chính phủ Nga. Và ông là một trong nhà giáo dạy người ta làm giàu. Và tôi tin tưởng ông Andrei là một trong những người huấn luyện và đào tạo mỗi chúng tôi, cũng như là các doanh nghiệp ở trên toàn thế giới, cũng như ông là một trong người huấn luyện cho các chính phủ, cho đó huấn luyện cho Tổng thống Putin, Tổng thống Donald Trump và nhiều các tổng thống khác nữa. Và ông cũng là một trong người truyền cảm hứng và một trong người đào tạo và huấn luyện cho những diễn giả hàng đầu thế giới về bán hàng số 1 thế giới như Tony Robbins và các diễn giả hàng đầu thế giới khác nữa. Và tôi là một trong người rất là tin ông Andrei. Ông là một trong những người đóng góp lớn vào sự viết phát triển, vì sự phát triển về môi trường và phát triển vì hòa bình thế giới. Và khi mà chúng ta đầu tư vào đây, là chúng ta cũng là một trong người mua các chương trình về khóa học, về đào tạo tài chính, và chúng ta sẽ được giảm bớt về sự rủi ro trong cái lĩnh vực chúng ta đầu tư, và chúng ta sẽ hiểu rõ hơn các ngành nghề, những ngành nghề chúng ta đang phát triển và phát triển trong chính lĩnh vực doanh nghiệp của chúng ta khi mà chúng ta học trong chương trình của ông Andrei. Và trong chương trình Andrei, chúng ta có những cái bài phiên dịch bằng tiếng Việt qua các lãnh đạo học trực tiếp từ bên Nga và trực tiếp của ông Andrei, và chúng ta sẽ trở thành trong một trong những người lãnh đạo và nâng tầm sự phát triển của những doanh nghiệp ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới lên một tầng cao mới. Vậy thì bao nhiêu anh chị muốn tham gia vào một trong chương trình, một đẳng chương trình đẳng cấp như này ạ? Và hiện tại năm 2020, chúng ta có hơn 20 lĩnh vực kinh doanh, và mỗi lĩnh vực kinh doanh của chúng ta là của hàng trăm các doanh nghiệp, là những lĩnh vực kinh doanh quanh một trong những lĩnh vực kinh doanh khủng của ông ấy. Và một trong những lĩnh vực mà trong tất cả các phân đoạn của các thị trường khác nhau, và chúng ta được báo cáo tài chính hàng tháng, đúng không ạ? Bạn thấy tuyệt vời, rất tuyệt vời ạ. Và bạn được phiên dịch ra ba thứ tiếng: tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. Bạn thấy tuyệt vời, rất tuyệt vời. Và có bạn biết rằng khi mà bạn tham gia vào chương trình này, bạn đã góp một phần vào bảo vệ môi trường và bảo vệ một hòa bình thế giới. Bạn yêu hòa bình, bạn yêu môi trường, và đây là một trong lĩnh vực để cho bạn. Và đây là một bạn nào muốn gia tăng thu nhập cho bản thân mình, và bạn nào muốn tham gia với lại cộng đồng thành công, với lại những hội doanh nhân ở trên toàn thế giới, và bạn kết giao với lại những người thành công hơn mình, thì đây là một trong lĩnh vực để cho bạn, để là trổ tài. Và ở đây đầy đủ các trang thiết bị và máy móc để cho các bạn để trở thành một trong người chuyên nghiệp đẳng cấp trên toàn thế giới. Và bạn được xứng danh với lại những bạn bè trên toàn thế giới, thì đây chính là lĩnh vực của bạn, và đây chính là môi trường của bạn. Và tôi tin rằng bạn và tôi làm tốt, bạn vào trong môi trường này bạn còn làm tốt hơn tôi, đúng không ạ? Và tôi tin bạn sẽ là một trong người như tiếp theo. Khi bạn nghe chương trình này, bạn hãy tìm hiểu nó, đúng không ạ? Bạn hãy tìm hiểu nó và bạn ra quyết định để trở thành một trong người kiệt xuất, và trở thành một trong người sánh ngang với lại những thành viên, những người thành công, và họ rất là mong muốn chúng ta sẽ trở thành bạn của họ. Và Văn Huy ở đây luôn đón chờ tất cả các bạn sẽ trở thành như Văn Huy và trở thành những người thành công hơn nữa, đúng không ạ? Để chúng ta có nguồn thu nhập hơn, để chúng ta có thời gian và công sức của chúng ta sẽ giúp cho nhiều người hơn nữa, phải không ạ? Và khi mà bạn biết đến chương trình này, đúng không ạ? Và bạn biết ơn những người mà chia sẻ thông tin này đến cho bạn, đúng không ạ? Và bạn hãy theo dõi kênh YouTube, đúng không ạ? Và theo dõi trên dạng Facebook, trên Zalo, và hãy like, share, comment để theo dõi, để bạn có nhiều thông tin hơn về các chương trình, những dự án của tập đoàn, để bạn theo dõi một cách minh bạch rõ ràng, đúng không ạ? Tất tật tật ở trong video. Tôi tin rằng khi bạn nhận được thông tin này, bạn tham gia chương trình này và bạn được tham gia vào chương trình này, bạn sở hữu cổ phần, cổ phiếu của chương trình này, thì cái điều gì diễn ra khi mà nó thành công ạ, đúng không ạ? Còn nếu như ngày hôm nay bạn nghe thông tin này, bạn chưa sở hữu cổ phần, cổ phiếu ở đó, và khi lên sàn thành công, có điều gì diễn ra bạn, đúng không ạ? Và còn rất là nhiều điều kỳ diệu cho các bạn trong cái thời gian sắp tới, đúng không ạ? Ok, và tôi chia sẻ cho các bạn thông tin, chia sẻ cho bạn cơ hội, và nắm hay thả là chính bản thân của bạn, đúng không ạ? Người giàu là người nhìn cơ hội, họ nắm bắt đấy, đúng không ạ? Và họ tìm hiểu nó. Còn những người chưa giàu, họ luôn gạt qua tất cả các cơ hội đến với họ, đúng không ạ?
Vậy thì bạn sẽ trở thành ai trong tương lai? Thì hãy liên hệ Văn Huy để Văn Huy chia sẻ và cố vấn cho các bạn, được chưa? Ok, và xin chào các bạn. Hẹn gặp các bạn ở tại văn phòng, hoặc hãy liên hệ với Văn Huy theo số hotline 0981 58 8758. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.